Xin chào mừng tất cả các em học sinh thân yêu. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua rồi. Cô rất vui mừng khi gặp lại các em trong giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Cô chúc cho tất cả các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả. Hãy đồng hành cùng với cô nhé. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thì cô mời các em hãy cùng khởi động với cô nhé. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi. Trò chơi với tên gọi nghe giai điệu đoán tên bài hát. Bằng cách các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây của cô nhé. Em hãy lắng nghe và cho cô biết giai điệu sau là của bài hát nào mà mình đã học, sáng tác của ai. Em đã có đáp án của mình chưa nào? Cô xin chúc mừng những ai có đáp án đúng nhé. Đáp án của chúng ta chính là giai điệu của bài hát Em thương thầy mến cô, nhạc và lời Phạm Trọng Câu. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng cô trình bày lại bài hát Em thương thầy mến cô để khởi động giọng nhé. Và mến cô hằng chăm lo hằng gắng sức quyết chí đem trọn niềm hăng say vì hôm nay vì mai đây nên em luôn luôn gắng công học hành vì quê hương vì đất nước nên em luôn luôn khắc ghi trong lòng một tình yêu. Để giúp các em thể hiện bài hát tốt hơn, kết hợp với gõ đệm và những động tác phụ họa phù hợp, thì cô mời các em cùng bước vào tìm hiểu tiết học ngày hôm nay. Tiết số 6, ôn tập bài hát Em thương thầy mến cô. Nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ nghe nhạc bài Lời cô. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay. Ôn tập bài hát Em thương thầy mến cô, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Bây giờ cô mời tất cả các em hãy đứng lên, thể hiện lại bài hát Em thương thầy mến cô theo nhạc không lời một lần nhé. Thank you.
để giúp các em giữ vững nhịp phách khi hát. Thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô hát kết hợp với vỗ đệm theo tiết tấu nhé. Chúng ta cùng quan sát lại câu đầu tiên. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Các em hãy làm cùng với cô nào. 2, 1. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Và bây giờ cô mời các em hãy tự mình thể hiện theo nhạc không lời nhé. Có nhiều cách để mình thể hiện một bài hát, và để cho bài hát sinh động thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp với bộ gõ cơ thể nhé. Chúng ta sẽ dùng những tổ hợp động tác tay chân sau. Động tác thứ nhất, các em nhìn vào tranh thứ nhất, chúng ta thực hiện vỗ hai tay của mình vào với nhau. Động tác thứ hai, chúng ta thực hiện úp chéo hai tay lên ngực của mình. Động tác thứ ba, thực hiện vỗ hai tay của mình vào với nhau giống tranh số 1. Động tác thứ tư, thực hiện vỗ hai bàn tay của mình vào với bạn đối diện. Khi ở lớp, chúng ta sẽ có thể thực hành cùng với bạn bè, và khi ở nhà, chúng ta sẽ thực hành cùng với ba mẹ, anh chị của mình, các em nhé. Các em quan sát với câu hát thứ nhất. Cô mời các em cùng lắng nghe. Sao em thương thầy và mến cô, hằng chăm lo, hằng gắng sức. Cô tin chắc là các em ai cũng thực hiện được rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy cùng kết hợp với nhạc nhé. Hợp với bộ gõ cơ thể, những động tác mà mình vừa thực hiện, thì ở nhà các em cũng có thể sáng tạo ra những động tác phù hợp để mình thể hiện cho bài hát thêm sinh động các em nhé. Cô chúc các em sẽ thành công. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay, nghe nhạc bài Lời Cô. Các em thân mến, bài hát Lời Cô, nhạc của Đặng Hưng và lời của Phạm Hiến. Bài hát nói về sự dịu dàng được thể hiện qua lời nói và sự ân cần của cô giáo, người đã nâng bước chân ta đi, dạy cho chúng ta biết bao điều hay, lẽ phải, những kiến thức bổ ích trong sách vở cũng như trong cuộc sống. Và bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Lời Cô nhé. Thank you.
lời cô với giai điệu thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa đúng không nào? Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng đứng lên, chúng ta vừa nghe bài hát lời cô, vừa vận động nhẹ nhàng theo bài nhé. Cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 6 với nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Em thương thầy mến cô. Nội dung thứ hai, nghe nhạc bài lời cô. Thông qua bài học, cô hy vọng các em sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi. Hãy ghi thật nhiều bông hoa điểm tốt, tri ân tới thầy cô giáo của mình. Ở nhà các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ. Hãy học tập thường xuyên để thuộc bài hát cũng như biết cách gõ đệm và động tác phụ họa cho bài các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.